đẹp, chuẩn về chất lượng, độc. Đó là những cái gì mà Kỳ Lân sẽ gửi gắm vào tất cả sản phẩm của mình đến với tay của tất cả các khách hàng. Và những cái viên kim cương Kỳ Lân chọn cũng là những viên VS, VVS, nên là độ đẹp cũng như là đánh lửa rất là chiếu. Thì mình sẽ đi phân tích, đi quan phổ ra. Đó là AU là vàng nè, vàng 75, nhưng mà 75.4 là gần 76, là vàng dư tuổi. 75 rồi mà dư tuổi luôn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề review, Kỳ Lân xin được phép giới thiệu một sản phẩm siêu hot, cũng như là dịch vụ và sản phẩm này. Đây chính là một chiếc nhẫn rất là đẹp, một chiếc nhẫn dành cho unisex cả nam và nữ. Em hãy cầm chiếc nhẫn này lên để cho quý khách được xem một cách chi tiết hơn. Đây là một chiếc nhẫn phải nói là đẹp, rất là đẹp, mà Kỳ Lân rất là thích. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao và có chọn lọc. Tức là sản phẩm nào vừa chất lượng mà phải vừa đẹp. Còn nếu mà chất lượng mà không có đẹp, hoặc là đẹp mà không chất lượng, thì cũng không phải là tiêu chí của Kỳ Lân. Mà tất cả sản phẩm Kỳ Lân chọn theo một cái tiêu chí cực kỳ là nguyên tắc: đẹp, chuẩn về chất lượng, độc. Đó là những cái gì mà Kỳ Lân sẽ gửi gắm vào tất cả sản phẩm của mình đến với tay của tất cả các khách hàng. Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng hồng 18K AU 750 chuẩn châu Âu, và đính lên ở 3 vòng. Vòng ở giữa là kim cương baguette, và hai thành hai bên là kim cương tròn tắm. Và chưa hết đâu, ở thành bên hông của hai bên chiếc nhẫn vẫn là vòng kim cương, rất là lấp lánh, rất là dễ thương. Ưu điểm của chiếc nhẫn này là khi mình đeo vào á, thì mọi người nhìn vào sẽ thấy được tất cả xung quanh, từ mặt chính diện, bên hông này đều là kim cương chiếu lấp lánh. Và Kỳ Lân xin được phép trình bày những chi tiết cấu tạo nên chiếc nhẫn này. Đây là chiếc nhẫn Rose Gold vàng hồng 18K AU 750 chuẩn châu Âu, với công nghệ nén không bị bọt, cũng như là độ đẹp của màu hồng gold chuẩn hội. Và chi tiết như sau: vòng tròn ở giữa đính full kim cương baguette, với tổng số lượng hột lên đến 38 viên, kích thước 1.75 x 3.42 ly. Và hai bên, hai vòng tròn hai bên full, hai bên bao bọc cho cái dòng kim cương baguette đó là kim cương 1.7 ly. Và tổng số lượng hột kim cương 1.7 ly này là 74 viên. Hai bên của chiếc nhẫn là hai vòng tròn full kim cương thiên nhiên 1.1 ly, với tổng số lượng là 100 viên. Và tất cả thân vỏ là vàng hồng 18K, với số lượng chỉ là 2 chỉ mốt. Rất đẹp, rất sang và rất ngầu. Unisex. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện đeo thử. Cái này là size này là size dành cho một cái người tay nhỏ hơn. Em thử xỏ vào tay này cho anh đi. Ok. Và những cái viên kim cương Kỳ Lân chọn cũng là những viên VS, VVS, nên là độ đẹp cũng như là đánh lửa rất là chiếu. Và như quý khách đã biết thì kim cương bao giờ cũng đẹp, kim cương bao giờ cũng chiếu lấp lánh. Và với tiêu chí chọn lọc những viên kim cương chuẩn đẹp VS, VVS, thì chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo nó trở nên rất kiêu sa và đẹp lộng lẫy, với độ chiếu rất sáng và rất trắng, rất đẹp. Và Kỳ Lân đang đeo vào, chắc hẳn bình thường với da tay mình đã đẹp rồi, cộng với chiếc nhẫn đeo vào thì cái tay trở nên rất đẹp và giá trị hơn nhiều, rất là sang trọng, chiếu lấp lánh của kim cương với vài vàng hồng. Rồi bây giờ mình thử chuyển qua một cái tay nữ, bạn nữ xem sao. Ok, đeo thì mình phải đeo trực tiếp vào tay da, nó mới đẹp, nó mới đẹp, nó mới thấy được sự thực tế nhất. Còn đeo qua bao tay thì mình không hình dung được, cho nên Kỳ Lân xin phép tháo bao tay ra. Và Kỳ Lân xin phép được tiến hành
đeo chiếc nhẫn dễ thương này vào ngón tay xinh xắn của bạn nữ. Rất đẹp, rất hợp. Đó là unisex, cả nam, nữ đều rất đẹp, rất sang. Đây là một mẫu nhẫn thịnh hành. Và Kỳ Lân cũng xin nói với tất cả các khách là đây là một mẫu trường tồn và không lỗi thời. Theo nhận định của Kỳ Lân và sự tìm hiểu của mình cũng như kiến thức của mình. Vì bây giờ xu hướng là người ta sẽ đang sử dụng kim cương baguette theo châu Âu nhiều. Và kim cương baguette thì bao giờ cũng đẹp và cũng sang, cũng giá trị. Kết hợp với kim cương tròn hai bên tạo nên một cái điểm hỗ trợ tương tác về đồ đẹp lẫn nhau, lấp lánh, kết hợp với vàng hồng. Nếu quý khách không thích màu vàng thì mình có thể là làm vàng trắng mã 50. Nói chung là quý khách thích cái màu gì Kỳ Lân sẽ thực hiện vàng đó cho quý khách. Với bất kỳ sản phẩm nào của Kỳ Lân Luxury đều có giấy giám định đầy đủ chi tiết, phân tích, quang phổ. Thì một sản phẩm bằng vàng thì mình coi nó là vàng gì. Ví dụ như đây là vàng 75 thì mình sẽ đi phân tích, đi quang phổ ra. Đó là AU là vàng nè, vàng 75, nhưng mà 75.4 là gần 76, là vàng dư tuổi. 75 rồi mà dư tuổi luôn. Thì tất nhiên là mỗi sản phẩm khi mình quang phổ nó sẽ không có sản phẩm nào nó chính xác giống nhau cả. Ví dụ như đây là 75 thì có khi mình sẽ quang phổ ra nó là 75.1 hoặc là 74.9. Thì nó vẫn chuẩn, nó không có ảnh hưởng gì hết. Bởi vì mình đã làm vàng 75 là từ vàng khối ra, rồi mình hội lại thì nó sẽ ra công thức của mình, nó sẽ ra vàng 75. Và đối với sản phẩm Kỳ Lân thường thì dư vàng, dư tuổi 75 thì ra 75 phải mấy, hay là gần 76 luôn. Và không những mình đi quang phổ phân tích thành phần không ở những máy Olympic của Mỹ, thì mình có thể đi thêm ở một số trung tâm như là Doji Lab hay là SGC để mình đi giám định thêm, và nơi đó người ta sẽ chụp hình những sản phẩm của mình ra. Giống như chiếc điện thoại của Kỳ Lân đang sử dụng đây là Virtu Signature S vàng khối đính full kim cương, hoặc là những chiếc điện thoại Virtu Signature S vàng khối của showroom Kỳ Lân cũng vậy. Khi mình đi giám định thì ở trung tâm Doji Lab này họ sẽ giám định cho mình là vàng hồng 18K và họ chụp hình sản phẩm lên, họ có ghi giấy cái mã số giám định cho mình luôn. Thì thời buổi này bây giờ rất là công khai, công bằng và rất là dễ cho mọi người giám định. Cho nên là quý khách yên tâm tuyệt đối vào chất lượng cũng như uy tín của thương hiệu Kỳ Lân Luxury, là một đơn vị chuyên về đồ cao cấp đỉnh cao. Và đối với kim cương cũng vậy, vàng bạc kim cương thường thì họ sẽ phân tích chung chỗ. Sau khi mình đến những cái nơi có máy quang phổ Olympic để mà phân tích tử vàng, thì mình cũng yêu cầu họ sẽ có luôn cái nơi mà giám định kim cương cho mình. Ví dụ như họ sẽ có máy soi, mình sẽ soi từng hộp kim cương cho mình luôn. Những kim cương nhỏ nhất họ cũng soi cho mình luôn. Hoặc là mình kỹ hơn thì mình đến những nơi như là Doji Lab, hoặc là một số nơi cái giám định có hình ảnh chụp lại trên biên nhận luôn. Và kim cương thì tròn kiểu kim cương, như trung tâm Doji Lab này thì họ giám định chung trong tờ giấy là vàng và kim cương chung nè, vàng hồng 18K, kim cương là tròn kiểu kim cương nè. Và có cái ly cho mình luôn, một ly hai. Tức là cái chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn bằng vàng hồng 18K, full vàng hồng 18K AU750, và đính lên trên cái mặt là những viên kim cương một ly hai bằng kim cương thiên nhiên. Họ giám định và họ có chụp hình lại trên tờ giấy giám định chứng nhận luôn, rất là rõ ràng, nên là yên tâm tuyệt đối nha. Mặc dù những nơi bán họ đã đưa cho mình những tờ giấy như thế này, họ đã đi làm sẵn cho mình rồi, nhưng mà mình kỹ thì về mình nên đi lại, tự mình đi lại những nơi như thế này để mình giám định lại lần nữa cho an tâm tuyệt đối nha. Đó là điều khuyến cáo của Kỳ Lân. Và chính vì mẫu này đẹp quá, unisex được và rất là sang, cũng như là về sự tinh tế cũng như đẳng cấp của chiếc nhẫn này, vì vậy Kỳ Lân quyết định ra một mẫu như vậy nữa. Kỳ Lân sẽ làm một chiếc lắc tay như vậy để đeo vào tay, và chiếc lắc tay này cũng là unisex. Hoặc là khi quý khách muốn phần nữ, Kỳ Lân sẽ làm cho nó chuyển chỉ hơn một chút cho nữ. Hoặc là khi làm cho nam thì Kỳ Lân sẽ tinh chỉnh một tí để cho nó phù hợp hơn cho nam nữa. Và cụ thể thì trong thời gian sắp tới đây, Kỳ Lân sẽ hoàn thiện sản phẩm lắc tay kiểu này để trình làng trình diễn cho quý khách xem. Y chang vậy, nhưng là dành cho lắc tay unisex nhé, cả nam nữ đeo đều ok.
Vâng, và như vậy clip đến đây xin được phép kết thúc. Một lần nữa Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury để đón xem những video hấp dẫn về những sản phẩm cao cấp, đẳng cấp, đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Thì Kỳ Lân mong rằng quý khách hãy ủng hộ bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi cái trang fanpage này để cập nhật những video hấp dẫn đó nha. Kỳ Lân xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy truy cập vào website Kỳ Lân Luxury cũng như Hotline 0901 247 247 có Zalo nha. Xin chào.